2 ngày qua, mạng xóm hội xôn xao trước đoạn clip dài hơn 1 phút cắt ghi cảnh một nữ giáo viên ngồi trên bàn chấm bài cho học sinh, chấm xong cô ném dở xuống đất để học sinh tự lên nhặt mang về tổ ngồi. Trong clip, hành động này được lặp lại 2 lần. Cô giáo vứt dở học sinh xuống đất gây bức xúc. Được biết, cô giáo hình thành trong đoạn clip trên là cô Nguyễn Thị Tư 42 tuổi, là chủ nhiệm lớp 1 cờ, trường tiểu học cờ Vĩnh Thanh xóm Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, Bội Nghĩa Liêu. Ngay sau khi tóm được thông tin lan truyền trên mạng xóm hội, ban giám hiệu trường tiểu học cờ Vĩnh Thanh đã tổ chức cuộc họp đột xuất. Thành phần gồm ban giám hiệu, thanh tra, công đoàn cùng giáo viên và nhân viên nhà trường để xác minh làm rõ nội dung clip. Trong cuộc họp này, cô Nguyễn Thị Tư cho biết sự việc diễn ra trong clip xảy ra vào khoảng tháng 9 vừa qua. Trong lúc nhận xét dở bài tập toán của học sinh thì có một phụ huynh đến nhờ cô tư vấn về đóng tiền mua bảo hiểm y tế cho con. Vừa nhận xét vừa tư vấn cho thiếu nữ nên cô Tư đã vô tình bỏ dở học sinh xuống buộc giảng rồi gọi tên học sinh lên tóm về. Thông tin trên báo Thanh Niên, ông Quốc Diệp phó hiệu trưởng trường tiểu học cờ Vĩnh Thanh, chia sẻ dù cố ý hay vô tình, cô Tư đã thừa nhận đó là việc làm sai, vi phạm đạo đức nhà giáo. Đồng thời, nhà trường cũng đã buộc cô Tư phải làm bản dạng tường trình sự việc để trường xin ý kiến giải quyết từ phòng giáo dục đào tạo huyện Phước Long. Cũng trên báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thiện, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Phước Long, cho biết sau khi sự việc xảy ra, đại diện phòng giáo dục đào tạo trực tiếp làm việc với nhà trường và cô Tư. Trước mắt, phòng giáo dục đào tạo đề nghị nhà trường tạm thời không cho cô Tư đứng lớp, sẽ phân công giáo viên khác thay thế. Sau khi xác minh cụ thể, phòng giáo dục đào tạo sẽ đề xuất Ủy ban Nhân dân huyện xử lý. Tổng hợp.